Kính chào quý tín giả, mời quý tín giả cùng lắng nghe thông tin về hướng dẫn tạm thời về việc thiết lập và bảo vệ dùng xanh trong phòng chống dịch. Quỹ ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản hướng dẫn tạm thời về việc thiết lập và bảo vệ dùng xanh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội nhằm chủ động ngăn chặn sự xâm nhập lây lan của dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Theo Quỹ ban nhân dân tỉnh, dùng xanh có thể được thiết lập trên phạm vi một xã hoặc một số xã phường thị trấn liền kề hoặc phạm vi ấp khu phố liên ấp khu phố tổ dân cư. Tuy nhiên, trong dùng xanh, phải được phân chia thành những khu vực giới hạn, phân luồng giao thông của các phương tiện được phép lưu thông thông suốt, gọi tắt là khu vực. Mọi hoạt động sinh hoạt của người dân phải đảm bảo nguyên tắc 5K. Để thiết lập dùng xanh, chính quyền địa phương phải ban hành niêm yết quy định đối tượng ra vào khu vực, những đối tượng không được vào khu vực cụ thể. Người lưu trú trong khu vực dùng xanh được ra giàu, đi công tác, làm việc nhưng phải đảm bảo nguyên tắc 5K người đang lưu trú ở vùng xanh không đến khu vực dùng vàng, dùng đỏ hoặc khu vực đang bị cách ly phong tỏa. Người từ dùng khác vào dùng xanh chỉ trong trường hợp cần thiết hoặc cung cấp hàng hóa thiết yếu và phải đảm bảo 5K không được lưu trú lại dùng xanh. Các đối tượng tuyệt đối không được vào F1, F2, người đến từ các dùng đang bị cách ly phong tỏa không được vào khu vực dùng xanh. Người dân phải chấp hành yêu cầu thông báo của lực lượng thi hành công vụ, không được chứa chấp cho lưu trú đối với người từ bên ngoài vào dùng xanh mà chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền. Lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở người dân tuân thủ nội quy đã ban hành, vận động nhân dân phản ánh các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Ngoài ra, địa phương cũng cần phải có các quy định xác nhận cho người trong dùng xanh để có thể đi lại các dùng xanh khác. Về cơ chế quản lý, địa phương phải thiết lập các chốt kiểm soát 24 trên 24 giờ khu vực tiếp giáp giữa dùng xanh và các vùng khác. Các chốt này chủ yếu là lực lượng tại chỗ, gồm tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng, người dân và hội viên các đoàn thể chính trị xã hội ở địa phương. Nhiệm vụ của các chốt là quản lý, kiểm soát ra giàu, nhắc nhở, báo cáo cơ quan chức năng, xử lý trường hợp vi phạm quy định trong vùng xanh, đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức công tác bảo đảm lương thực, thực phẩm và cung ứng phân phối trong khu vực thuộc dùng xanh khi cần thiết. Quỹ ban nhân dân xã phường thị trấn thành lập ít nhất một tổ phản ứng nhanh để cơ động giải quyết kịp thời những trường hợp liên quan đến trợ giúp y tế, xử lý các trường hợp gây mất an ninh trật tự. Thành viên phải có lực lượng công an, y tế và dân quân tự vệ trật tự đô thị. Mỗi dùng xanh thiết lập đường chế nóng gồm số điện thoại của thành viên tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng và thông báo rộng rãi để người dân trong dùng biết liên hệ khi cần. Trong dùng xanh, mỗi người dân có trách nhiệm tự quản, giữ gìn và bảo vệ dùng xanh an toàn người dân cư trú trong vùng xanh được trao đổi hàng hóa thiết yếu, bảo đảm yêu cầu 5K, không được trao đổi hàng hóa thiết yếu đối với các khu vực đang là dùng đỏ, dùng cam và khu vực đang cách ly phong tỏa, đi chợ theo phiếu do chính quyền cơ sở cấp. Trong dùng xanh, cư dân phải được xét nghiệm định kỳ theo quy định của ngành y tế hoặc khi có yếu tố dịch tễ. Trường hợp có người nghi nhiễm trong khu vực phải nhanh chóng khoanh vùng phong tỏa và đưa người nghi nhiễm cùng những người tiếp xúc với người nghi nhiễm đi cách ly bên ngoài dùng xanh. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe thông tin. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 đến quý thính giả trên kênh YouTube Tây Ninh TV Audio. Thân mến, chào tạm biệt.